Xin cảm ơn quý khán giả vẫn đang dự hệ thống băng tần VnaTV và vẫn đang xem chương trình Điểm tin của buổi sáng ngày cuối tuần. Và chương trình này cũng hân hạnh được bảo trợ bởi tiệm vàng Mai Ly với các loại vàng bạc nữ trang và trang sức và nhận shipping đến tận nhà quý vị với các loại thẻ Visa Mastercard. Xin hãy đón xem chương trình live show trực tiếp của Mai Ly trên hệ thống băng tần VnaTV cũng như là trên kênh YouTube Mai Ly Diamond Show vào mỗi thứ ba hàng tuần từ 1 giờ cho đến 3 giờ trưa để chọn lựa ra những sản phẩm mà quý vị yêu thích. Xin kính mời. Chúng tôi xin phép quay trở lại phần điểm tin. Thưa quý vị, hỏa tuyến Nga tấn công một trạm xe lửa. Thưa quý vị, như trước đây chúng tôi đã thưa là Tổng thống Zelensky đã cảnh báo rằng là sẽ có một cuộc tấn công của Nga vào đúng là ngày độc lập của Ukraine. Thì như vậy đó là Nga đã phóng hỏa tuyến vào trạm xe lửa, giết chết 25 người, đã tất cả đều là dân sự hết. Trong khi đó ngược lại thì Nga là hoang hoang tuyên bố rằng là phóng hỏa tuyến vào xe chở quân Ukraine và giết chết trên 200 quân nhân. Chúng ta thấy trên hình ảnh đó rõ ràng như thế, đó là không phải là một cái đoàn xe lửa là chở quân nhân mà chỉ là một trạm xe lửa bình thường thôi, nhưng Nga đã phóng hỏa tiễn vào đó và những người ở xung quanh đó đã bị chết. Thưa quý vị, trong thời gian này chúng ta biết rằng là Putin đang ở trong cái tình trạng gây là tiến thối lưỡng nan, và mới đây đã cho tuyển thêm 137.000 quân, tức là tăng cường thêm 1/3 quân số, là tăng lên thành 1.150.000 quân. Các con số này đã tăng gấp gấp 3 lần cái của tháng Giêng năm 2022. Và có tin mà chúng tôi đã thưa quý vị trước đây đó là Nga vì thiếu quân lính cho nên đã tuyển lựa cả những tù nhân và hứa hẹn cho họ là sau khi mà tham gia vào trận đánh thì sẽ được thả tự do, cũng như được cho đất rồi cho học hành rồi và nhiều thứ hứa hẹn khác. Tuy nhiên mà chúng ta biết rằng là trong cái thời điểm này khi mà thấy con số tử vong nhiều quá thì dĩ nhiên là ngay cả tù nhân cũng ngần ngại không có ghi tên vào đây. Do đó Nga bây giờ đang thiếu hụt quân sĩ và các trầm trọng, và không biết là Nga có làm cái phương pháp gì để thể bù đắp vào số quân số này đã chết trong vòng 6 tháng mà chết từ 70.000 cho đến 80.000 quân nhân, thì là con số khổng lồ đó thưa quý vị. Và chúng tôi quay qua cập nhật về cái bản tin về lương thực trên toàn cầu. Khi mà chúng ta thấy rằng đất nước Ethiopia đang rơi vào cái tình trạng đói nghèo, thì cái quỹ lương thực trên toàn cầu đã có một cái sự chung tay và mua những cái lương thực để mà cho nước này. Và nhưng mà mới đây thì theo như là người đứng đầu của chương trình lực lượng lương thực về thế giới là cũng đã cho biết rằng cái vấn đề mà cướp hơn nửa triệu tấn nhiên liệu của Tổ chức Lương thực Thế giới tại vùng Tigray của Ethiopia đã xảy ra. Và khi mà mới vừa mua những cái lương thực này cho đất nước Ethiopia, và theo như là lời kể lại cho thấy rằng là những người có vũ trang đã xông vào ngay cái khu vực của Tổ chức Lương thực Thế giới ở Menkaure thuộc về thủ phủ của Tigray, Ethiopia, và cướp đi về số nhiên liệu mà Tổ chức Lương thực Thế giới đã vừa mới mua. Thì giám đốc điều hành của Tổ chức Lương thực Thế giới cũng đã nói rằng cái vụ án này cần phải có một cái sự cảnh báo và sẽ gây ra một cái hậu quả nghiêm trọng, vì tất cả là hiện tại đang trong một cái bối cảnh là cái sự giao tranh giữa lực lượng của Ethiopia với quân ly khai đã quay trở lại vào tháng 5, sau 5 tháng đã ngừng bắn vì lý do nhân đạo. Và Tổ chức Y tế lương và Tổ chức Lương thực Thế giới cũng đã cho biết rằng là không thể tiến hành phân phối được lương thực, phân bón, thuốc men cũng như là những cái hàng hóa thiết yếu cho những người dân Tigray, khi mà có tới là 5.2 triệu người dân tại đây đang đối mặt với cái nạn đói xảy ra trầm trọng. Và ông cũng nhấn mạnh rằng cái vấn đề cướp nhiên liệu đã xảy ra sẽ đẩy những cái cộng đồng cư dân ở Tigray vào cái tình trạng đói sẽ nhanh hơn nữa, khi mà cái nạn đói họ đang phải vật lộn triền miên trong suốt những cái thời gian vừa rồi khi mà xảy ra cái cuộc xung đột. Và cái vấn đề không có xăng dầu thì những nhân viên cứu trợ của Tổ chức Lương thực Thế giới sẽ không thể vận hành máy nổ cũng như những cái phương tiện đi lại để tới những cái nơi để mà cứu trợ giúp cho những người dân. Và ông cũng đã tiếp tục lên tiếng và yêu cầu chính quyền của tỉnh Tigray ở Ethiopia là phải trả ngay lại cái số xăng dầu này cho Liên Hiệp Quốc, và nói rằng là Liên Hiệp Quốc rất là cần cái số xăng này để có thể cung cấp lương thực và cứu đói cho những người dân, bởi là tại vì cái tháng 10 sắp tới là sẽ là tháng mùa mưa rất là vất vả, và cũng là tới cái mùa thu hoạch về lương thực ở Ethiopia.
và ông nói là những cái nhân viên trong cái tổ chức của ông đang làm việc ngày đêm để mà có thể hỗ trợ và giúp đỡ cho những người dân trong những cái vùng Tigray này để mà giúp cho họ không có bị, và để nếu mà làm được như vậy thì bắt buộc phải có cái nguồn nhiên liệu là xăng dầu để mà có thể vận hành máy móc. Thì không biết rằng cái sự việc khi mà Tổ chức Liên hiệp Thế giới Y tế đã lên tiếng như vậy thì sẽ như thế nào, thì chúng tôi sẽ theo dõi để mà gửi tin đến cho quý vị. Thưa vị, Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan Sigfrid Thoran ngày 22 tháng 8 lên án việc Nga tấn công vào các cơ sở di sản văn hóa và những nơi thờ tự tôn giáo của Ukraine. Trả lời là BBC tại BBC News thì đại diện Đại sứ quán Ba Lan tại Việt Nam cho biết rằng là thúc đẩy tự do tôn giáo hoặc tín ngưỡng là mục tiêu quan trọng trong chính sách đối ngoại của Ba Lan về nhân quyền. Đây là quyền vừa mang tính toàn cầu và vừa không thể chuyển nhượng. Không ai đang bị phân biệt đối xử bởi niềm tin của họ. Thì cái những câu nói này là những câu đã chống lại cái vấn đề mà Nga đã tấn công cả vào những cái nhà thờ cũng như những bệnh viện và những nơi mà hòa nhạc nữa, có đặc biệt là một nơi hòa nhạc đang nghe nhạc, có thể Nga đã phóng hỏa tiễn vào giết chết hơn 300 người, thưa quý vị. Thì ông đại sứ của ông nói tiếp là chúng tôi những người Ba Lan đặc biệt nhạy cảm với những vấn đề này. Chúng tôi nhớ về Thế chiến thứ hai và những gì xảy ra trên mảnh đất của chúng tôi. Chúng tôi muốn thế giới học hỏi từ những sai lầm của mình và để thảm kịch như vậy cũng lặp lại. Tôi tin rằng nhờ những nỗ lực chung cả trong nước và trên diễn đàn quốc tế, chúng tôi đã đạt được mục tiêu của mình và sẽ không bao giờ phải nhìn thấy hình ảnh tương tự như tu viện Srebrenica đã bốc cháy nữa. Chúng ta biết là trong cái cuộc chiến thứ hai đó, khi mà Ba Lan đầu hàng quân đội Liên Xô, thì có hơn 30.000 sĩ quan Ba Lan và quân lính Ba Lan đã đồng ý bỏ súng xuống đầu hàng. Thì Nga cho bao vây vào trong một cái vùng đất trống, dùng cái kẽm bao vây xung quanh và sau đó dùng súng lại liên tiêu diệt sạch luôn, bắn chết luôn tất cả hơn 30.000 quân nhân mà không có vũ khí trong tay và họ đã chấp nhận đầu hàng. Đây là hành động phải nói cực kỳ man rợ của xứ Nga. Chúng ta biết người Nga cho đến giờ này trên thế giới vẫn là một cái dân tộc khủng khiếp, tương tự như dân tộc của những người lãnh đạo của Trung Cộng, là những người có máu lạnh, không bao giờ để ý đến cái sinh mệnh của con người, không để ý máu chảy đầu rơi, không để ý xác thịt chết đè lên nhau, mà chỉ biết thỏa mãn cái tham vọng của mình. Thưa các vị. Và chúng tôi quay sang cập nhật về cái vấn đề đồng Mỹ Kim cũng như là những cái đồng tiền của Iran và đồng tiền của Nga về cái lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ. Thì mới đây thì Saudi Arabia cũng như Ấn Độ đã đưa ra một cái tín hiệu cho thấy rằng là họ sẽ có một cái sự giao dịch mà không có cần đồng cái Mỹ Kim, và cái vấn đề mà khi mà thay thế bằng cái đồng ngoại tệ của họ thì sẽ gây ra một cái ảnh hưởng rất là lớn cho cái thị trường đồng đô la của Hoa Kỳ. Thì đại sứ của Iran tại Moscow cũng đã cho biết rằng là giữa Nga và Iran đã bắt đầu tiến hành giao dịch thương mại bằng đồng ria và đồng đồng rúp lần đầu tiên với nhau, và những cái đồng tiền này được xử lý qua cái hệ thống gọi là Mir của Ngân hàng Trung ương Nga. Thì Nga cũng đã thành lập cái hệ thống Mir này vào năm 2014 để mà đáp trả những cái lệnh trừng phạt của phương Tây có liên quan đến cái vấn đề mà của Ukraine. Thì chúng ta thấy rằng là Iran với Nga đã cũng như là nỗ lực để mà sử dụng cái đồng tiền riêng của mình trong những cái mối quan hệ kinh doanh này. Thì sự việc đã xảy ra vào tháng 7 vừa rồi khi mà Bộ trưởng Kinh tế của Iran cũng đã cho biết rằng là Tehran đã chính thức từ bỏ cái đồng Mỹ Kim để mà trao đổi thương mại với Nga, và cũng trong cái tháng đó thì Sở Giao dịch Chứng khoán của Tehran cũng đã là có một cái sự khởi động để giao dịch bằng cái đồng Riyal là của Nga với lại của Iran. Thì giao dịch với Nga bằng cái đồng Riyal và đồng Rút này có thể giúp cho Iran bỏ được cái hệ thống tài chính toàn cầu của ngân hàng của Hoa Kỳ là SWIFT. Thì vào năm 2019 vừa rồi thì hệ thống liên ngân hàng SWIFT này cũng đã cắt quyền truy cập của hầu hết tất cả những cái ngân hàng lớn của Iran dưới cái áp lực ở Washington. Thì một số ngân hàng của Nga cũng đã bị cấm sử dụng cái hệ thống liên ngân hàng SWIFT này khi mà bắt đầu xảy ra cái cuộc chiến tranh đối với lại Ukraine vào cuối tháng 2 vừa rồi. Thì trong khi đó chúng tôi quay sang Saudi Arabia cũng như là Trung Quốc cũng đã có cái vấn đề mà thảo luận về định giá vấn đề giao dịch dầu bằng đồng nhân dân tệ thay vì là đồng Mỹ Kim. Và đây là một trong những cái vấn đề mà những giới nhận định đưa ra là có thể sẽ khiến cho cái đồng Mỹ Kim sẽ mất một cái phần
vị thế nhỏ khi mà thống trị trên toàn cầu và đặc biệt là tại phía Trung Đông trong thời điểm này. Và trong cái tháng vừa rồi thì Ấn Độ cũng đã quyết định là cho phép thanh toán bằng đồng rupee đối với những cái hàng hóa mà xuất nhập khẩu. Và những cái người nói rằng là cái vấn đề thương mại giữa Ấn Độ và Iran cũng sẽ dễ dàng hơn nếu mà thông qua bằng cái đồng rupee này, do Iran hiện tại đang phải vẫn phải chịu những cái lệnh trừng phạt của phía Hoa Kỳ. Thì chúng tôi sẽ theo dõi tiếp để mà gửi tin đến quý vị. Thưa quý vị, Đài Loan quyết tâm tự vệ và cho rằng là tất cả quân xâm lược sẽ phải hứng chịu cái giá đắt. Đó là lời của Tổng thái Anh Văn phát biểu hôm 3 tháng 8 nhân kỷ niệm đụng độ 6 thập niên trước khi mà quân Đài Loan đánh trả kẻ tấn công Trung Quốc. Gặp gỡ các sĩ quan quân đội thì bà Thái tán dương tinh thần phòng thủ cho hành động Trung Quốc bắn phá các đảo Kim Môn và Mã Tổ ngoài khơi bờ biển Trung Quốc do Đài Loan kiểm soát trong hơn một tháng, bắt đầu vào cuối tháng 8 năm 1958. Bà nói rằng trận đánh này đã bảo vệ Đài Loan cho chúng ta và nói cho thế giới biết rằng không đe dọa nào có thể làm lung lay quyết tâm bảo vệ đất nước người dân Đài Loan. Bà nói rằng là điều chúng ta phải làm cho kẻ thù hiểu rằng Đài Loan có đủ quyết tâm và sự chuẩn bị để bảo vệ đất nước cũng như khả năng tự vệ. Xâm lược hay cố tình thì cách xâm lược Đài Loan sẽ phải trả giá đắt và sẽ bị cộng đồng quốc tế lên án mạnh mẽ. Trong cùng một ngày thì trong cuộc gặp gỡ với đoàn cựu quan chức Mỹ này làm việc tại Đại viện Hoover tại Đại học Stanford, bao gồm ông Matt Pottinger, phó cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Donald Trump, bà Thái Văn nói rằng trận chiến năm 1958 là dọn đường xây dựng Đài Loan như ngày nay. Bà nói thêm là 64 năm trước trong trận chiến ngày 23 tháng 8, những người lính và thường dân chúng tôi đã đoàn kết bảo vệ Đài Loan để chúng tôi có Đài Loan Dân Chủ ngày nay. Và đó là những lời nói vậy, nói rất là dũng cảm của một người thủ lãnh một đất nước đang bị đe dọa bởi Trung Cộng. Và chúng ta cũng nghĩ đến đất nước Việt Nam chúng ta, không biết bao giờ mới có một người dũng cảm mà có thể nói lên cái tiếng nói dân tộc như bà Thái Anh Văn đối với kẻ thù xâm lăng là Trung Cộng. Và một lần nữa thì chúng tôi cũng xin kính mời quý khán giả hiện hữu hệ thống bằng tần VNTV và đến với một vài cơ sở thương mại đã bảo trợ cho đài. Và chúng tôi sẽ tiếp tục quay trở lại phần điểm tin. Xin cảm ơn.